thay mặt cho Moonlight chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc. Bữa nay là ngày 27 tháng 2 đám cưới của anh. Anh có happy không? Dạ, trước tiên em phải introduce, em tên là Lương Thanh Quang, cũng tức là nha sĩ của Lương Thanh Quang, và tên em cũng giống như là Lương Tùng Quang, cũng là part time ca sĩ. Ngày hôm nay là một cái ngày rất là vui của em, và đây là một cái ngày rất là quan trọng của em, và tình cờ là gia đình của em là được quen anh Vũ. Đây cũng là lần thứ ba em là anh lớn nhất trong nhà, thì kỳ này đám cưới thì em quyết định là làm ở Moonlight, và anh Vũ không thức em thất vọng, và ảnh ga lăng hết sức mình, và ảnh những gì anh nói thì anh làm, và em cảm ơn ảnh rất nhiều, và cảm thấy rằng mọi người đều happy, và cả đồ ăn và lẫn tất cả, tức là từ sân khấu và mọi người đều rất là hòa đồng và rất là tốt. Thì nếu như cho em một cái cảm tưởng thì em cảm thấy là cái tiền em bỏ ra rất là xứng đáng, và trong tương lai nếu mà ai mà có làm một cái đám cưới mà rất là đẹp thì xin hãy tới Moonlight. Okay. Một lần nữa thay mặt cho phòng trà ca nhạc và tiệc cưới Moonlight chúc cho anh Lương Thanh Quang với biệt danh part time ca sĩ Lương Tùng Quang với vợ của mình trăm năm hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, thank you anh. Okay.